Chào tất cả mọi người, trong video này Ngọc Hiền sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà, nhà dân xây và đang có nhu cầu chuyển đổi nhờ bên nhà tốt bán. Với cái căn nhà này diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Nó thuộc phố Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội. Từ căn nhà này cách với ngã năm Hà Trì nó chỉ 50m, cách với chợ Hà Đông 500m. Giao thông đi lại vô cùng thuận tiện, gần như nó là nằm ở cái khu vực trung tâm Hà Đông ấy các bác ạ. Với cái căn nhà này giá chào bán 3.500.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Ngõ thực tế trước nhà của cái căn nhà này thì nó hơi nhỏ một chút nha bác. Đây ạ, đây là cái ngõ đi vào căn nhà, nó hơi bé, tuy nhiên nó cách với lại cái trục đường chính Lê Lợi nó rất là gần. Mọi người ơi, đây, nó cách với trục đường chính luôn. Đó, nó chỉ khoảng tầm 20m thôi. Căn nhà này thì thiết kế ra sao? Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh vào cụ thể căn nhà. Với hướng nhà là hướng Đông Bắc, căn nhà này thiết kế ra sao? Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người, đây là căn nhà cũ, không phải nhà mới, cũng không phải nhà chủ đầu tư xây. Đây là căn nhà của nhà dân gửi bán thì cái thiết kế của nó như thế nào? Với thiết kế bên ngoài, hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt và bên trong nó là cửa nhôm kính mọi người nha. Đây, đó, căn nhà này thì nó có một cái ưu điểm, đó là vị trí của nó ngõ nông, nhược điểm, ngõ trước nhà hơi nhỏ. Tiếp theo, với căn nhà này thì nở hậu vô cùng nở luôn mọi người ạ. Diện tích ở trên đằng trước sổ mặt tiền thì có 3m55, mặt hậu thì của nó đâu ở đấy hơn 1m nữa mọi người nha. Đấy, cho nên là cái căn nhà này thì quan trọng là vị trí bất động sản, nhưng Ngọc Ánh vẫn thường xuyên chia sẻ với mọi người xem ở trên kênh video của Ngọc Ánh. Với cái thiết kế của cái căn nhà này thì quý vị có thể nhìn thực tế ở đây là chủ nhà đã lắp cho mình một cái bộ sofa nhỏ nhắn ở đây để tiếp khách rồi, hợp lý đúng không ạ? Và ở bên hông này có một cái cửa mọi người nha. Đây, cửa sổ thông thoáng mở được ra phía bên ngoài. Đây này, quý vị nhìn thực tế cái căn nhà này này. Đây, cái phần sắt sơn bây giờ nó đã bị bong hết rồi mọi người nha. Cho nên Ngọc Ánh sẽ bảo luôn nó là không phải xây mới. Có sao thì quay như thế, thực tế nó chỉ có như vậy thôi. Mọi người cứ cân nhắc video thật kỹ trước khi đi xem nhà. Còn tất cả những căn nhà Ngọc Ánh bán thì vẫn cứ nhắc lại với mọi người, sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn. Rèm cửa của chủ cũ đây mọi người này. Đó, đấy là phần phòng khách mọi người nha. Và đây là phần phòng bếp ạ. Ở đây chủ nhà có để lại hút mùi này. Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ sồi mọi người ơi. Đây, tủ gỗ sồi. Xung quanh bếp thì là ốp gạch 30-60. Đây, bếp thì bếp cũ thôi nhưng mà cũng đầy đủ đáp ứng chi tiết cho mọi người. Chậu rửa, vòi rửa này. Mọi người có thể nhìn cái vòi rửa này, nó phải mẫu mã của nó mấy năm rồi nên mọi người này. Đó, chậu rửa, vòi rửa đây. Giá chào bán căn nhà này 3.500.000 đồng, bao phí thuế sang tên, có trợ vay vốn ngân hàng các bác nha. Mặt bếp thì được ốp đá đen granite rồi. Đây, tủ bếp thiết kế cũng khá là ổn với một cái căn nhà mấy năm nay rồi. Đây, kệ để dao. Ngoài ra, đây là cái phần để máy giặt mọi người nha. Đây này, quên, xin lỗi mọi người, đây là cái phần để tủ lạnh của ngôi nhà. Và phần tầng 1 của ngôi nhà thì đây còn có một phòng vệ sinh khá là rộng đấy mọi người. Đây, phòng vệ sinh thì đầy đủ bồn cầu. Máy bơm mọi người nhá, máy bơm nước tổng lên trên ngôi nhà nó là ở gầm cầu thang mọi người ạ. Đây này. Đấy, với căn nhà như bình thường các nhà của chủ đầu tư thì người ta hay để ở máy bơm ở trong phía tầng 1. Còn đây thì nhà cũ. Mặt bậc của bậc cầu thang đây, hệ thống tay vịn mọi người có thể nhìn giúp Ngọc Ánh. Nói chung nó chỉ như thế này thôi và có sao thì Ngọc Ánh review chân thành, chân thật cho mọi người như thế. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà nha. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh mọi người ạ. Thì đây là cái phần căn phòng ngủ của ngôi nhà nhá. Đấy, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người căn nhà này là hướng Đông Bắc. Chủ nhà thì có để lại cho mình một cái điều hòa này, rèm cửa đấy, cửa sổ thông thoáng phía ra bên này mọi người ạ. Một chiếc bàn làm việc hơi cũ một chút. Gạch lát nền thì kích thước 50-50 vân gỗ quý vị ạ. Đó, màu cũng hợp lý phết. Đây, ban công hướng ra phía bên ngoài. Cửa này thì là cửa gỗ sơn màu trắng nha mọi người. Và cũng để lại luôn cho mình một cái tủ quần áo. Căn nhà này cũng được thiết kế hệ thống trần thạch cao đấy mọi người. Đó, chủ nhà thì nói chung là người ta cũng mới sơn lại một chút cho nó mới. Và đây là cái phần phòng vệ sinh.
phòng vệ sinh đây. Nó rộng rãi. Nhà này thì ngói vừa chia sẻ rồi, nó nở hậu hơn 1 mét, cho nên là cái căn nhà này nó hơi bị chéo ở phía cuối của căn nhà mọi người nha. Nó không vuông hẳn đâu. Đó, nó không vuông hẳn, cho nên là quý vị cứ có thể cân nhắc trước khi xem video và đi xem nhà thực tế. Đây là tầng 2 rồi, mời mời theo em lên trên tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Tuy nhiên thì ở trên phía tầng 2 này thì chủ nhà có để cho mình lại một chiếc giường mọi người nha. Đây là tầng 3, thì tầng 2 để lại một chiếc tủ và tầng 3 để lại một chiếc giường. Đây là bàn làm việc, đó ấy. Cửa thông thoáng. Ban công mở đây mọi người. Đây. Vị trí căn nhà này rất là gần với trung tâm bảo hiểm xã hội Hà Đông. Tiện cách đấy nó khoảng tầm 20m thôi mọi người ơi. Đi ra ngã năm Hà Trì, đi lên tới chợ Hà Đông rồi đi ra tới Ủy ban nhân dân quận, nói chung là trung tâm hành chính quận, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 2km thôi. Đây là phía phòng vệ sinh tầng 3. Đó. Đây cửa sổ xong mở bên này, rất là thoáng mọi người ạ. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì căn nhà này đã có 2 phòng ngủ riêng rồi. Vậy thì tầng 4 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em lên phía tầng 4 của ngôi nhà. Hào ánh năng ở đây đó là phía tầng 4 của ngôi nhà. Thì tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào ạ? Ở đây là để bồn nước mọi người nha. Vị trí để bồn nước. Đây. Và cái ở đây là cái khu vực để máy giặt quý vị ơi. Đây nha. Khu vực để máy giặt thoát nước. Phòng thờ của ngôi nhà. Đây. Phòng thờ đây ạ. Kích thước gạch ở trên này thì chủ nhà lát gạch đỏ mọi người ạ. Đó. Gạch đỏ Hạ Long. Và đây chính là phần sân phơi. Rất thông thoáng. Căn nhà này thì Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người rồi, nó là nhà cũ. Người ta cũng chỉ thiết kế như thế này thôi và từ ngày xưa rồi. Cái thửa đất nó như thế, nó không được vuông vắn, nó nở hậu nhưng mà cái đằng sau của nó thì nó nở nhiều quá nên nó bị chéo đất. Vậy thì quý vị nào muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. 0933 03 403 hoặc 0888 011 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.